Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chuyên mục hỏi đáp bầu cử trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào tới các quý thính giả. Các cái công việc mà tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày cái bầu cử là như thế nào? Vâng, chúng ta thấy là thế này ạ, là ngoài cái việc mà tổ bầu cử sẽ phải nhận rất là nhiều các cái loại thiết bị, trang thiết bị cũng như là các tài liệu thì tổ bầu cử cũng cần phải hoàn thành rất là nhiều các cái công việc trước cái ngày bầu cử. Thì có những cái công việc mà chúng ở tổ bầu cử sẽ phải lưu ý. Thứ nhất, đấy là tổ trưởng tổ bầu cử thì sẽ phải tiến hành chủ trì cái cuộc họp. Ở trong cái cuộc họp trước cái ngày bầu cử đấy, là cuộc họp điểm gì để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong cái tổ bầu cử của mình. Thì tổ trưởng của tổ bầu cử thì bao giờ cũng thế là phụ trách chung. Vâng, chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo các cái hoạt động của ngày bầu cử diễn ra đấy. Thứ hai nữa là thư ký thì sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý các cái tài liệu cũng như phiếu bầu hoặc là con dấu và làm các cái loại biên bản, ví dụ như biên bản nghiệm thu các cái kết quả bầu cử. Phân công các thành viên để chịu trách nhiệm về việc trang trí sẽ có vâng đấy, rồi trực tiếp đón tiếp các cử tri như thế nào, rồi chúng ta thấy là đấy là tổ trưởng cũng sẽ phân công các cái thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra ai sẽ là người chịu trách nhiệm kiểm tra cái thẻ cử tri, ai sẽ là người sẽ đối chiếu với giữa cái thẻ cử tri đấy với cái danh sách mà cử tri đã được niêm yết đó, rồi cũng tổ trưởng thì cũng sẽ phân công các cái thành viên để chịu trách nhiệm trực tại các cái vị trí mà diễn ra bầu cử, hay là sẽ phải phân công các cái thành viên ngoài ra nữa. Thì chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau câu chuyện đấy, là đối với những trường hợp mà gần hết thời gian bầu cử mà vẫn chưa đảm bảo được cái lượng cử tri đi tham gia bầu cử thì tổ trưởng cũng phải phân công xem nhân sự nào sẽ chịu trách nhiệm trong việc là đi đôn đốc tới các hộ gia đình để đôn đốc các cử tri đấy. Đấy là một số những cái công việc mà liên quan tới tổ trưởng tổ bầu cử. Đấy, thế ngoài ra nữa thì sẽ có là tiếp nữa đấy là tổ và ngoài ra thì chúng ta cũng biết là các cái công việc mà tổ bầu cử cũng sẽ phải thực hiện nữa, đấy là sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ tất cả các cái phương tiện vật chất mà đã được nhận để đảm bảo là không có gì sai sót. Vâng, rồi thì gồm có thì chúng ta thấy là sẽ phải kiểm tra cái hòm phiếu là cái rất là quan trọng phải kiểm tra, rồi kiểm tra xem cái nơi niêm yết các cái danh sách cử tri hoặc là danh sách người ứng cử thì đã được đảm bảo hay chưa, rồi các cái phiếu bầu, con dấu, các biên bản, danh sách các cử tri như thế nào đấy ạ. Vâng, và cái công tác thứ ba nữa đấy là cái công tác mà quản lý phiếu bầu. Cái công tác quản lý phiếu bầu này là công tác rất quan trọng, bởi vì để nó đảm bảo là đủ phiếu, thứ nhất là phải đảm bảo đủ phiếu, thứ hai là phiếu đúng quy định của pháp luật. Đó là cái công việc mà tổ bầu cử phải thực hiện trước ngày bầu cử. Vậy thì còn cái công việc mà tổ bầu cử thực hiện trong ngày bầu cử là như thế nào? Vâng, đúng rồi, vâng. Thì trong cái ngày bầu cử thì chúng ta biết rồi, ngày bầu cử diễn ra từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Và như vậy thì thứ nhất là tổ bầu cử phải có mặt từ trước. Thế thì các cái thành viên tổ bầu cử thì phải đến trước cái giờ khai mạc để đảm bảo là chuẩn bị kiểm tra tất cả các công tác, kiểm tra lại một lần nữa tất cả các cái trang thiết bị được gọi công tác chuẩn bị để cho nó hoàn tất đầy đủ hết. Và căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương thì chúng ta thấy là tổ bầu cử có thể sẽ phải làm việc tới 9 giờ tối. Thế tổ bầu cử sẽ phải tổ chức cái lễ khai mạc. Trong cái quá trình ấy mà diễn ra bỏ phiếu thì tổ bầu cử thứ nhất là phải hướng dẫn các cử tri, để các cử tri biết được rằng là lối vào như thế nào, đến cái khu vực này để làm gì, và đến cái khu vực nào thì bỏ phiếu ra làm sao, và thành viên các tổ cử, các thành viên của tổ bỏ phiếu thì nghiêm cấm không được ở cạnh các cử tri mà chỉ hướng dẫn các cử tri đến từng cái khu vực một mà thôi, để đảm bảo là cái tính tự do ý chí của cử tri. Vâng, đấy. Trong cái quá trình mà diễn ra bầu cử đó thì nếu như mà các cử tri gặp vấn đề gì thì tổ bầu cử cũng sẽ phải là đứng ra để hỗ trợ trong trường hợp mà cử tri yêu cầu và cần thiết. Nhưng chúng ta vẫn nói lại là loại trừ không được phép là bầu hộ, không được phép là đứng cạnh các cử tri. Tiếp tục kết thúc cái việc bầu cử đấy thì phải tiến hành là kết thúc cái quá trình mà bỏ phiếu đấy thì phải tổ chức kiểm phiếu, thì cái tổ bầu cử cũng phải tham gia vào cái việc là kiểm phiếu, và sau khi kết thúc cái giờ bỏ phiếu theo quy định thì lúc bấy giờ tổ bầu cử mới được quyền là mở hòm phiếu và để kiểm phiếu. Cái công việc thứ tư nữa của bên của tổ bầu cử trong ngày diễn ra bầu cử là gì? Đấy là phải phân công nhiệm vụ cho các thành viên khi mà tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải rất rõ ràng.